nằm cùng phân khúc với Toyota Land Cruiser, nhưng Nissan Patrol luôn có giá bán rẻ hơn đáng kể vì không hát bằng đối thủ. Để cải thiện khả năng cạnh tranh, mới đây, Nissan đã ra mắt phiên bản kỷ niệm 70th Anniversary với nhiều điểm nhấn độc đáo cho Patrol. Nissan Patrol hay còn có tên là Armada, đã có tới 70 năm tồn tại trên thị trường, bằng tuổi với Toyota Land Cruiser. Nhằm đánh dấu sự kiện đặc biệt này, Nissan đã giới thiệu mẫu Patrol 70th Anniversary ở thị trường Trung Đông, nơi Patrol bán chạy nhất. So với bản tiêu chuẩn, Nissan Patrol 70th Anniversary có một số điểm khác biệt như lưới tản nhiệt mạ Chrome V-Motion, đường viền Chrome trên thân xe và logo 70th Anniversary ở khe gió vòm bánh trước. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt còn được trang bị bộ mâm hai tông màu cao cấp, kích thước 20 inch. Đối với nội thất, Patrol 70th Anniversary được bọc da màu đỏ tía mới, với ghế da trần chỉ vân kim cương, giúp tăng vẻ sang trọng cho xe. Các trang bị đáng chú ý khác gồm màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay, không dây, hệ thống âm thanh Bose với 13 loa, hai màn hình đa phương tiện 10,1 inch cho hàng ghế sau có tai nghe đi kèm. Về an toàn, bộ công nghệ Nissan Intelligent Mobility là tiêu chuẩn trên Nissan Patrol 70th Anniversary, bao gồm các tính năng như phanh khẩn cấp thông minh với phát hiện người đi bộ, can thiệp làn đường thông minh, can thiệp điểm mù thông minh, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau với can thiệp thông minh và kiểm soát hành trình thông minh. Tương tự như bản thường, Nissan Patrol 70th Anniversary cũng dùng động cơ xăng V6 4.0 lít, sản sinh công suất 275 mã lực và mô men xoắn cực đại 394 Nm, hoặc máy xăng V8 5.6 lít mạnh 400 mã lực và 560 Nm, cả hai đều đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Phiên bản đặc biệt này có giá khởi điểm từ 199.900 USD, khoảng 1,25 tỷ.